chúng ta thành đôi. Con cảm ơn ba và cảm ơn mẹ đã yêu thương chở che, trao đến cho con cả một thiên thần. Ngày hôm nay chúng ta ngập tràn những cánh hoa, đây là những khoảnh khắc một đời anh mong. Người con gái anh yêu lung linh trong chiếc váy trắng. Hôm nay ta cưới, cưới nhau về mai nhà tranh tức lều xanh. Anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá, ta bên nhau
dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình lại xích gần nhau. Hùng gia cho ta gần nhau, bao dứt giả cũng luôn có nhau. Thầy bói phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tay sang. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng du quy thầy bói phán giờ lạnh đến rồi xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Dứt giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng mang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì em ơi. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng mang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì.
duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
tròn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, đã đến rồi ước nguyện cả cuộc đời, thu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong, vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều, bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé, trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Thank you.
sống trong anh đôi tay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm. Của cô dâu đi. Phan, xin mời hãy chúng ta cùng sáng lên đôi đèn cho cùng sáng lên đôi trẻ. Lúc nào cũng lâu lên và sáng lên đôi đèn ngọn hôm nay. Đóng chổng xuống á, đóng chổng xuống. Ừ. Phan đứng ở đây đi chứ từ từ. À, tôi nói quay này và quay vòng kia nó không đẹp. Giấc ngã quay về nhà, lúc nào cũng quay về nhà không? À, quay giấc ngã quay về nhà. Hôm nay là giấc ngã của đôi trẻ. Đang quyết phụ vương sách viên cùng đôi trẻ. Mong muốn đưa lâm vào bản hố để đánh giá của đôi trẻ được tất cả làm hảo hiệp câu ngoài rút dính kết thành tâm trường đá vàng. Cô dâu đúng đại hướng về bằng mờ ta tiên đứng cầm cuối đầu. Cả hai cuối đầu thôi, đừng có gạt cái đẹp. Cuối đầu thôi. À, và chú để đưa hai cái đèn qua cho hai đại diện mỗi cha một cây. Bây giờ rồi vô bước ra ngoài này luôn là cô Dung. Anh sẽ tới cái cho cô Dung bước ra. Nó rộng á, cứ để vô ngay chỗ cái cây đinh rồi xong bắt đầu giấy mình kia ở ngoài. Xé giấy đưa lên cho hai cô Dung cái chú kia phục. Tức là tao lùn à. Hấp quá phải không? Rồi bây giờ đúc để nguyên kia luôn đi, khỏi có chi giấy. Ai mẹ cả chú. Với mối duyên lành cho đôi trẻ, lễ bái bằng ba lễ. Nhất lễ cúi đầu, nhị lễ tam lễ. Lễ bái thứ hai là bái tạ của quyền thánh tổ cùng hướng lên năm bà hòa cố. Lễ bái bằng bốn lễ. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Cô dâu chú rể xin ra ngoài. Nhị lễ hành lễ là chúng ta trong nhà ra lễ và chúng tôi ra. Vâng, sau hoặc là lễ bái thức bằng thờ ra thiên và dưới sự kiến ý của hội đồng lưỡng tập. Kể từ giờ phút này hai em chính thức trở thành vợ chồng. Được sự thừa nhận của cả hai gia tộc, chúng ta có cuộc sống hiếu thuận với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, như cha mẹ ruột của mình, để toàn câu để hiền nhau thảo như cả nước cao thề giữ đèn sắc phong quân thủy suốt cuộc đời. Chúng ta con nhà ra những cô cho đi đi ra. Vâng, và sau thì nếu mà lễ bài thì tiền thì mời quý cô ông bà chú cô cậu gì bỏ họ nhà chúng ta cùng uống đi rồi để chúng ta chúc mừng ngài cho đôi chúng tôi. Thì đây chúng ta có những cái lễ cho các cứ các cụ nhà là con đi vui lắm cô còn gì đó xong rồi đây xin mời nhà hãy cúng lên mẹ cũng như cha mẹ thì đây chúng ta cái lễ cho một hội viên và nó không có giá trị gì dành các cái mà giá trị gì.
cụ thể xin gửi đến cảm ơn nhà hậu Phú Linh, người đã từng phải tập quyền hoàn thai 30 vụ bộ, tức là 9 tháng 10 ngày mang thai 3 năm hỏng hầu cho vú sữa. Để ngày hôm nay chú rể có được vợ ngoan. À chú rể bước tới như thế nào cho mẹ rồi chú rể? Chú gì? Bước tới, tôi là chồng đi cái lòng cho mẹ. Cái này mình hỏi luôn tiền để làm ăn nha. À, và sau đây sẽ có những đồ dự thảo cũng như là mẹ. Chú rể luôn tình đi lên mời cha đi mời mẹ đi. Rồi mời cha đi luôn. Rồi mời mẹ đi luôn. Rồi xong đi hai người ta cũng đi nhau uống rồi đó. À bỏ cho mãi luôn bữa nay nó thành ngô mình hấp thu luôn rồi. Rồi cô dâu chú rể hướng về cha mẹ kính lễ cha mẹ bằng hai lễ. Nhất lễ nhị lễ chúng ta cho chàng hỏi ra đứng luôn nha. Và hôm nay thì trong ngày lễ vui vui của con gái thì cha mẹ cũng có một số quà để trao tặng cho con, chúc con một trăm năm hạnh phúc. Xin mời cho từng phần ha, bây giờ cái chúc trước đi ha, rồi tới cha mẹ sau ba gì đúng rồi đúng rồi. Trước tiên là chú mười thì không có ca về được để chú mừng, nhưng mà có lỗi cho thầy giáo là năm trăm USD. Tiếp theo là cô Hiếu cũng có lỗi cho thầy giáo là năm trăm USD. Anh Giang con bắt năm 300 USD. Anh Phong con bắt ba con bắt chín 100 USD. Anh Hải con của 39 100 đô Canada 39 thì 100 đô Canada. Thảo Loan Kim Thê tặng 300 đô Canada. Thảo bạn Kim Thê. Thảo bạn Kim Thê tặng 300 đô Canada. Xin cảm ơn. Dạ xin mời. Bây giờ nghe thì cứ đem thì con thê thì cho trước đi rồi bây giờ nó cho trước đi rồi em mới cho ta. Cái này thì nó đặt lên cho cô Hoa ở được rồi. Con sẽ tới cô giao được khung mới, con sẽ lên trên tí. Cô đang xe mặt ở đây tí này nha. Rồi chú rể mời lấy ly rượu cho cô giao mời lên. Cho tấm lắc với một chiếc nhẫn vàng 54. Sát vậy. Nghe thì nghe người ta nói là đi sát đá vàng đá không thay. Anh em ơi, anh tặng một chiếc cà đá là một chiếc lá cà đá uống ra để từ cái thân thương của chú rể á. Cảm ơn chị Thê ạ. Mời chị Thê ạ. Mẹ với cha cho hai cây vàng 24 với bốn cây vàng 18. Vâng, như là nói là bà áo không cài con gái với gái chung luôn. Vui nghĩ là bà già là nhiều quá đẹp nha mẹ. Lấy cha quan chứ để nữa để không có lắm cười. Hai mươi vị vàng hai mươi gái là hai mươi của tôi là 40 vị vàng đẳng cao rất là đáng nhường. Rồi Út Hà cho ăn 4 chỉ. Hai Út Hà thì cũng gửi cho hai chỉ, hai chỉ 4 chỉ. Út Hà. Rồi đại diện đem cho cháu cũng về luôn. Út Hà. Cầm vô tiệm vàng á. Mẹ vô cái hộp đi rồi bỏ vô cái ăn ăn mà đeo vô. Tại vì móng tay dài. Móng tay nhưng mà thì được. Xin là chơi mà cô dâu ơi, xin là chơi với các bạn. Trời ơi, chứ cho vàng nhiều quá mới cười chứ. Không phải, cho vàng mới nói nơi, cho vàng nhiều quá mới cười lên chứ. Tại cho nhiều quá, lo lắm. Đúng giờ đâu có nhiều vàng. Ai còn đồ gì tặng tên vô hết kêu. Chứ nhà nó đẹp quá tươi lắm ơi. Cười lên, cười lên. Cô phải cười lên chứ. Cho mà buồn. Đuổi cho mà ủi túi. Ủi túi hoài. Đi ơi. Tối nay xong đám mà phải chia liền. Nó uống giọng đó.
cái này cho con nào của mình giữ rồi chắc ghi ra này cái này đừng đừng có đá gà nghe có theo canxi thôi là me duy nhất được thôi nghe mà không chứ đừng có đá gà nghe mẹ cao đó mệt đó có theo canxi rồi được thế nào cũng ăn à chưa cho con nữa có anh Phương ơi, khớp anh Phương ơi. Ở nhà biết hút thôi. Có anh Phương ơi. Cho để chiếc nhẫn hồng giòn. Đây, cho chú để chiếc nhẫn hồng giòn. Con nhớ chuyện. Với sợi dây chuyền. Vâng. Mẹ chúc hai con lúc nào cũng trăm năm hạnh phúc. Hay là hồng giòn thì còn cái tên tiếng Anh gọi là đây là nhà chính là ngoài cái gì đó không nhìn đưa ra nó còn cái tên là luôn. Để đi một chút. Mọi người ơi. Hai chúng ta nhìn cùng một cái tên. Hai con chúng ta có vàng nhiều quá không cho vàng nhiều quá nó không cứ ngát được có vui ra đây không đủ chứ dễ mà đánh vô lượng đây không cứ vô luôn không cứ vô luôn đủ không ăn lượng với chứ nè trời vô đây nè vậy sao anh em cho con đặt cái đó con được bố chứ mết nó nghèo chứ mết trăm đô miếng gì lên nè, nè, uống. Lên đây nè, lên đây uống. Rồi, ok. Chị Văn ơi, lên uống miếng củ đi, chị Văn chứ qua nè. À, có còn không? Có. Xin mời chị Văn, chị Văn lên uống miếng củ để chúc mừng cho hai lý. Rồi lên Văn ơi. Rồi lên, rồi đưa lên. Rồi lên, rồi lên. Rồi lên, rồi lên. Rồi lên, là cầu thương cao, cầu quấn quanh buồn cao, cầu thủy chung dây cầu, cầu đứng bên dương cầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu lẽ đôi dây cầu, cầu buồn buồn làm sao? Cầu là cầu thương cao, cầu ước mơ làm sao? Cầu ấy cầu thương cầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn. Cầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên cầu còn quấn quýt bên nhau. Cầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau đừng để duyên lỡ làng muôn đời tình hồng bên nhau mãi trăm năm duyên tình đẹp trầu cao trầu mà trầu xa cao trầu nhớ nhớ làm sao cầu ơi cầu xa trầu cầu lẻ loi buông rầu tình là tình cho nhau tình mãi luôn gần nhau duyên kiếp đôi cầu trầu duyên tình đẹp trầu cao sau khi nhà trai thương được nhà gái nhận lời cầu thân kết nghĩa ở chỗ hôm nay khi mà thì khi nói chuyện với của nhà gái cũng như là hôm nay cũng sợ nên ngủ anh mẫu của nhà gái ở hôm nay là các chú đã đi thăm một người bạn gái nhà gái tôi cảm ơn và hôm nay chúng ta thì là đã được xin những mời tất cả các thân cầu của nhà gái
trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lạc trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha. Ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rủ ly chúc nhau. Một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên. Ru gian lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha. Ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha
lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau. Một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên. Ruộng gian nơi ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Uống rượu không say nhưng nó say ánh mắt của em, tôi nhẹ bay làm ngơ ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Ô tư một nhìn vừng mâu, cùng anh đi đến mặt đầu. Mỗi sáng yên bình tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Đinh đinh dư đời sống xô, chẳng phải lo có anh rồi. Dù cho nước cháy đã mòn. Nắm tay em đi qua màn mưa, ở đâu anh không đón đưa. Cho dù thời gian già nữa vẫn yêu em như ngày xưa. Lúa kia đã nở bông, mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng. Để mà lòng trong bóng cưới luôn được không? Trong sắp xuân bên hồ nhà trai, đời nhà gái đưa em bước qua. Cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thành đôi. Bà con xa đều khen nâng đỡ, gái trai xinh đẹp đôi phu thế. Chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc răng long, cô cháu đông thần đông. Vì nhà để anh lo, từ sáng sớm đang xe chiều. Anh chỉ cần cần em đến suốt cuộc đời, viết tặng em khúc ca chuyện tình yêu trong sáng như thiên thần. Ngân khúc nghe càng rằng vui ghê. Nắm tay em đi qua màn mưa. Thì đại diện của bên nhà gái đưa cháu về sang bên nhà chồng có đôi lời nào tâm tình gì để góp ý cùng gia đình bên trai
đó là phần thứ ba. Phần thứ tư là hai cháu ra mắt sắp lan. Thì thêm một phần nữa, phần thứ năm, và cái này thì cũng là quan trọng, mà chắc có lẽ là đêm hôm á thì bà con đã chúc phúc hết rồi, thì thôi dành lại cái phần chúc phúc á, là mình còn lấy bốn phần làm cho ngắn gọn để mình bên nhà trai chúng ta còn lấy cái cách bên thân tộc của mọi người gái. Để chuẩn bị cho hai cháu làm lễ bà con tối, mời chú Sáu và chú Sáu bước lên thấp ba cái nha, chú làm thờ gia tiên để cho hai cháu làm lễ. Con biết sụp con chú thì sao mà lấy ra người con nhạo này, cái người con nhạo, người con nhạo và người con nhạo, người con nhạo có thể đi nhạo tổ hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2022, vợ chồng của con có là mẹ tôi không có hai con, mời quý vị thích tổ và bà đưa theo đường phá hương về để dùng vĩ dụng và độ cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Cha mẹ con bị hương xong, hai con đứng lại sắp bàn thờ, quay mặt vô bàn thờ, rồi hai con cúi đầu thành kính bốn lễ. Lễ thứ nhất cúi đầu, lễ thứ hai cúi đầu, lễ thứ ba cúi đầu và lễ thứ tư cúi đầu. Rồi hai con làm bốn lễ. Và ở đây thì ông bà còn hiện tiền hai con lễ phép cúi đầu hai lễ. Lễ thứ nhất cúi đầu, lễ thứ hai cúi đầu. Mình mà thu lễ ra góp dùng trung trụ mời ông nội và ông chú. Con có gọi à, rồi con không ơi, là tự nhiên con nhắm vô hai con cúi đầu đáp lễ trong nội với nội. Rồi ông chú, bên của ông chú đây con. Mình tiếp tục coi. Rồi, ông bà nhắm đủ hai con cú đầu đập để ha. Rồi, tiếp tới cậu Nam ạ. Cậu Nam ạ. Cái này xin phép nha, bây giờ cái phần mà để cho mẹ thì đi ăn chút sau ha. Rồi, con chờ trước rồi. Cái gì gọn rồi. Bà hai liên cho mắm. Có khoảng rồi, gì đúng vậy? Có tôi làm luôn hả? Để đấy, khỏi cái bộ. Rồi, 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 tiếp luôn đi. Thời đại đang lắm rồi. Đúng rồi, ngồi không dưới. 7 dựng 8 ha, còn mà dựng 8 thì cô 8. Đáp luôn 2 lần lên 8, cô 8 cái đại. Ngồi đúng chung ly đi. Hai đứa chung ly mấy tình. Cái này không thôi hả? Tầy chứ. Tầy chứ. Cái tóc của mình cũng hết lên. Chừng con cho nên mạnh phúc. Dạ. Cũng như cha ba vợ, 9 tháng cô Anh ơn thân cảm một bông sữa bao lòng nghĩa con dày. Đây là cái tấm lòng của người mẹ, cô Anh, con và nuôi dưỡng là con trai nghĩa mẹ. Vì thì bây giờ hôm nay cái tấm lòng của hai con biết cái gì khác hơn, nó mượn hai chung trụ để dân cho góp bốn lần trụ cho cha các bạn. Con đưa cho dân cho ba vợ nghe. Còn thì Dung con đưa cho trai chồng. Để con góp đi bên đây. Để bên đây góp qua cái đổ độ cho mắt công mình. Rồi vậy để con quay nha. Rồi quay đi. Hai mà cũng ly á, cũng ly uống cho nó ngon cái vô bôi cái vô. Rồi xong rồi cho con hả dạ. Cỡ thêm miếng nữa cho hai ông xui cái nữa nghe Dưỡng ơi. Rồi rồi đúng rồi. Rồi bây giờ xui nhé. Rồi xin tư mời hai đem hai bà xui đi. Hai xui hai xui gái ha. Mẹ chồng và mẹ vợ, mẹ bà vợ. Hai bà xui đi, hai bà xui. Rồi từ từ nhé rồi.
Rồi hai em đứng giữa thẳng người đi nè, nhìn thẳng nó hóa em nè. Hai đứa mình. Rồi hai chị xuôi cũng đi. Đây là tình ghế. Tình xuôi da keo sơn gắn bó để chi con bạn bạn được ngàn năm. Rồi ra hai bà ra môi đi. Hai ông sao có dâu gì cho mắt đi. Tình xưa gia gắn bó bền lâu. Quá ơi, ăn xui không mà xui chứ. Ở đó chung chi. Lúc đó là ta đi trả tiền xui. Hai ngày vô chung đưa người ta. Dạ không vậy. Hai em xui này không giống như mình đâu đâu. Bữa nay có chợ hổng của ông tôi đâu chứ hai chết tôi. Chào đi, chào anh đưa nữa này. Rồi hai anh xưa có tay đi. Rồi khác rồi. Đây là cái phần để dắt nước ngoài mà rồi dắt nước ngoài mà. Vậy thì cái phần thứ tư. Vậy thì xin ý kiến đại diện của bên nhà gái đưa cáo về sau này cần xin ý kiến đại diện của nhà gái. Anh bảy tấn. Rồi thông qua đấy. Vậy thì chắc cái buổi lễ của hai cháu mà đến đây là kết thúc. Hai cháu còn khách quan. Vậy thì bây giờ hai con quay vào là hai con cúi đầu hai lễ. Bây giờ tự. Tam lễ. Giờ tứ lễ. Rồi hai con quay hai con cúi đầu hai lễ. Rồi lễ thứ nhất cúi đầu. Lễ thứ hai cúi đầu. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý tộc mình ra trước để dùng gia đình bên trai chúng tôi. Vô nghĩa cười tươi cái gái. Đẹp trai đẹp gái cười lên cho nha. Rồi tôi quay hết cái bàn cái. Rồi rụt lôi lên hai lần nha. Rồi đó cậu ơi. Đây rồi. Rồi hai con theo quý tư nha. Nhận kích thiệp thông. Để báo ngày tân hôn của hai cháu. Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người thì mỗi công việc, nhưng mà bà con sắp xếp đến đây để chúc phúc cho cháu và dùng bữa cơm thân mật uống chung rượu nghĩa tình cùng gia đình. Gia đình chúng tôi xin thành thật biết ơn, không biết nói điều chi thì xin quý vị cho hai cháu đôi tân hôn cúi đầu để đáp lễ. Hai cháu cúi đầu. Hai cháu thay đổi thiên nghi rồi tiếp tục cái gì chương trình của cháu. Nó đến tình yêu. Tình yêu chỉ như là một kho tàng quý giá không ai bật lửa nó cho được. Nhưng trong kho tàng đó, nó chứa đựng một cái khát vọng. Đó là khát vọng của tình yêu. Chắc hẳn chúng ta đây, ai đang hoặc đã chạy vào tình yêu, bước vào tình yêu. Tình yêu thật quyền diệu và lãng mạn phải không quý vị? Nó làm cho trái tim đập cùng một nhịp, làm cho tâm hồn hòa nhịp yêu thương. Vì thế bắt buộc người con trai phải đi tìm người con gái. Và sau cuộc tìm kiếm đó, chàng trai thanh lịch Tuấn Di đã tìm được cho mình người con gái dịu dàng xinh đẹp Tuyết Dung. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, được sự đồng ý thống nhất của hai bên gia đình, quyết định cho họ đi đến hôn nhân, xây dựng cho họ một mái ấm gia đình viên thủy, tình chung bên nhau, nghĩa vợ tình chồng. Kính thưa quý vị, hai gương mặt rất đặc biệt của buổi tiệc hôm nay mà tôi gửi đến quý vị, một lần nữa xin mời đôi gương Tuấn Di, Tuyết Dung bước lên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Chàng rất lực lãm, rất đẹp trai, đứng kế tôi Tuấn Di, đứng cạnh là cô dâu rất duyên dáng khả ái Tuyết Dung, một lần nữa sẽ được ra mắt cùng toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày rất là vui, tôi muốn vinh danh những người có công làm cho tiệc càng thêm long trọng.
làm cho đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay không thể thiếu vắng bậc làm cha làm mẹ. Kính thưa quý vị, về phía họ tộc nhà trai của chúng tôi, một lần nữa xin trân trọng kính mời ông Thanh Phong và bà Ngọc Đầm bước lên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Kính mời ông bà chú ông họ tộc nhà trai bước lên sân khấu. Nhà gái của chúng tôi, một lần nữa xin trân trọng kính mời ông Văn Út và bà Tiết Hằng bước lên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Xin quý vị cho một tràng tay chúc mừng. Quý vị hiện diện trên sân khấu, hai bên thông gia cũng như là đôi hương một lần nữa xin được ra mắt cùng toàn thể quý vị, xin đi cho một chậu tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, hôm nay nhằm ngày mùng 8, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022, cũng ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, ông bà chủ hôn, ông Lưu Thanh Thông và bà Trần Ngọc Đầm có tổ chức buổi lễ tân hôn cho con trai Lưu Tấn Duy kết duyên cùng cô dâu Lâm Tuyết Dung. Kính thưa quý vị, trước đó thì gia đình có gửi lời phóng nguyện đến quý vị. Gia đình rất cảm ơn quý vị. Khi quý vị đã bận biểu nhiều công việc, quý vị cũng nhấn chút thời gian quý báu đến chúc mừng cho gia đình cũng như chúc mừng cho Tuấn Di, Tuyết Dung bước lên một cuộc đời mới, một tương lai mới cũng như một hạnh phúc mới. Và để chúc mừng, xin quý vị cho một tràng tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy nhấn chút thời gian các lưu ý báo ít phút nhìn lên sân khấu và nhìn ngắm những người hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Xin mời đôi người bước qua nghi thức gót gù samban, mở ra một chân trời mới cho trời của lứa đôi với tình chồng nghĩa vợ. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. With all my heart, I mean every word. So as long as I live and love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Con ngày hôm nay, rồi xin mời hai em trên đủ đến cha mẹ. Xin mời hai bà đón nhận đây đủ. Rồi giữ đó nha. Rồi tiếp theo xin mời con ơn trên đủ đến cha mẹ đến hẹn ông nhà gái. Ba nha. Rồi em về chỗ. Chạm ly. Một nửa xin mời tất cả quý vị cùng nâng ly. Đi rượu nghĩa tình cùng với gia đình nghe bây giờ ơi. 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3 vô. Xin chúc mừng ông Thanh Phong và bà Ngọc Đồng được làm dâu thảo. Xin chúc mừng ông Văn Út và bà Tiết Hằng được chàng ghế yên. Một nửa xin chúc mừng. Ê, xin mời hai bên thông gia bước xuống dưới để tiếp đại quý ông khách ạ. Hãy tiếp theo xin mời công ương bước qua nghi thức các bánh phù thề. Kính thưa quý vị, hiện diện chiếc bánh cưới có 3 tầng tượng trưng cho hạnh phúc. Công ương thực hiện các bánh phù thề cũng như là một chân trời mới, chân trời của lứa đôi với tình chồng nghĩa vợ. Một nữa trước khi công ương thực hiện các bánh phù thề, một lần nữa xin quý vị hãy cho một tràng tay thật nồng nhiệt lên nào. Xin mời. Cắt đi em. Kể từ ngày phút này, Tuấn Di, Tiết Dung chính thức là nghĩa vợ tình chồng, sống bên nhau lúc vui cũng như lúc buồn.
cùng nhau chia ngọt sẽ bùi trong cuộc sống. Giàu sang hay trong cửa hàng, bệnh tật hay trong nỗi đau, tướng gì tướng dục luôn luôn kề sát bên nhau, luôn luôn lo lắng cho nhau cho đến ngày trăm năm vi vãng. Mời đồng ương bước qua nghi thức uống rượu và voi. Xin cảm ơn. Người yêu cầu hướng gì, tiết dùng yêu như thế nào, hạnh phúc như thế nào trong thời gian rất là lâu, có thể chứng minh một nụ hôn rất đặc biệt của thầy hôm nay được hay là không? Được không quý vị? Được cho một chỗ tay thật nồng nhiệt à. Rồi xin mời. Một, hai, hai người, ba, xin mời. Lâu lâu nha, cho bây giờ đang ghi hình nha. Kính thưa quý vị, chương trình như thức lễ Tuấn Duy Tiết Dung đến đây cũng xin kết thúc. Đại diện cho gia đình cũng quý cũng xin chúc tất cả quý vị bước sang năm nhâm dần, chúc cho quý vị tân niên tài lộc tiến, phúc lộc đắc vinh hoa, chúc cho quý vị vạn lộc vạn tài, giàu sang vinh quang và phú quý. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để trở lại phần chương trình ngày, xin quý vị đọc lên. Thank you.
Ở đây một lần nữa xin mời tiếng hát đến từ Hàn Quốc, Mỹ Đình, một số tay thật to và thật dài cho Mỹ Đình. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và thôi thôi đau. Ngày qua đi chơi với tháng nào, người đã xa con tim giờ hững hờ, người đã xa lấy để chơi khi nào. Như cây chim hiu ru ngoài biên cương, để mình tôi mơ ở tháng nào. Người đã xa tôi theo lời yêu xưa, còn nhớ đâu nhớ nhớ trong một ngoài để đau tôi. Lời thương của em nâng cho lời chốn xa.